Chào dạ anh em, tôi là Tài, kỹ thuật viên của UNITED Trong cái video này, tôi sẽ chia sẻ đến các anh em là về cái việc mà mình dùng camera nhiệt đó, mình đo nhưng mà mình lấy nét không có chuẩn, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả đo của mình như thế nào. Ha. Thì ở trong một cái uh, webinar về ảnh nhiệt, tôi có chia sẻ uh, về uh, một trong những cái nguyên nhân uh, quan trọng nhất làm ảnh hưởng đến kết quả đo nhiệt của mình, đó là cái vấn đề lấy nét ha thì để chứng minh cho cái điều đó thì ở đây có một cái mô phỏng. À, anh kỹ viên sẽ tiến hành đo nhiệt độ của ba cái mối nối này. Và trong đó có một cái pha bị vấn đề ha. Thì ở đây anh à, nhiệt này anh em có thể thấy là đây là một cái bên nhiệt nó chưa được lấy nét nè. Và cái nhiệt độ cao nhất của nó đang ghi nhận là 36 độ C ha. 36 độ C. Rồi. Thì anh em cùng coi là sau khi lấy nét á, cái nhiệt độ nó thay đổi như thế nào nha. À, sau khi lấy nét rồi nè, cái bên nhiệt nó đã à, rõ ràng anh em có thể thấy là cái nhiệt độ tại pha giữa nhiệt độ tại pha giữa nó đã thay đổi từ 36 lên 72 rồi ha tức là cái sự chênh lệch à, cái sự chênh lệch giữa cái nhiệt độ cao nhất trước và sau khi lấy nét nó là trên 30 độ c à, vậy cái kết luận ta rút ra được từ cái vấn đề này đó là khi mà anh em đo mà anh em lấy nét không có chuẩn á, thì anh em sẽ đánh giá sai cái nhiệt độ thực tế của cái vật thể của cái mối nối ha thì cái này cực kỳ nguy hiểm đây anh em có thể xem lại nè đó, lúc nào nó bị ao net nè anh em có thể thấy là cái bức ảnh nhiệt này nè cái vật thể trên bức ảnh nhiệt này nè cái nhiệt độ của nó nó không rõ ràng ha à, anh em có thể thấy là cái nhiệt độ thực tế ở đây là 72 nhưng mà khi mà mình có lấy net nhiệt độ mình ghi nhận được có 38 thôi maximum là 38 thôi thì cái lúc đó theo cái quán tính của mình á mình là nghĩ là đây là một nhiệt độ bình thường à, nhiệt độ bình thường của những cái mối nối hoặc là tủ mình bỏ qua mình bỏ qua cái cái sự cố này à, và nó cái nó gây ra nguy hiểm à, và cái việc mà mình chụp hình nó 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 không đúng như vậy á thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc uh, mình uh, phân tích, mình đánh giá, mình báo cáo cái bức ảnh nhiệt sau này ha. À, thì là khuyên của tôi là khi anh em lựa chọn cái camera nhiệt á, anh em lên lựa chọn những cái camera nhiệt nó có cái chức năng là Autofocus ha, có nghĩa là lấy tự động á. Ví dụ như là cái uh, Uh, camera nhiệt của flux này nè. Nó có cái chức năng là laser autofocus, tức là lấy nét tự động bằng uh, tia laser. Thì anh em cùng xem ha. Uh, thì khi mà anh cái cục viên ảnh nhấn vào cái cò cò lấy nét á thì sẽ có một tia laser nằm đây ha. Uh, đây ha, tia laser nè. Đó. Thì uh, camera sẽ lấy nét cho uh, anh em và đồng thời camera cũng sẽ đo cái khoảng cách từ camera cho đến uh, cho đến cái vật thể ha thì cái điều này cũng rất là tiện luôn uh, cho cái việc mà anh em mình đo đạc uh, những cái uh, uh, mối nối và uh, những cái tấm pin trong 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 hệ thống của mình ha. thì đây là một cái chức năng anh em nên cân nhắc khi mà anh em lựa chọn cái camera nhiệt ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại các anh em trong những cái video sau. Chào anh em.